Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bốn hơn: làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, và ba không là không đùn đẩy, không né tránh, không đổ lỗi khách quan, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tích cực tham mưu đề xuất cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách kết luận chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan nội chính nâng cao công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ án liên quan đến an ninh nông thôn, án kinh tế, chức vụ, tham nhũng tiêu cực, án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư công, đầu tư ngoài nhà nước, xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, kê khai tài sản, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vật, ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định chính sách cơ chế quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật để khắc phục các sơ hở bất cập, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cung cấp thông tin phản ánh về phòng chống tham nhũng tiêu cực qua các kênh, nhất là qua đường dây nóng của Ban chỉ đạo tỉnh.